Chào mừng anh em trở kênh Mỹ Hùng nhé. Thì Mỹ theo tiếp theo của mình nhé. Hôm nay hướng dẫn mọi người thử làm cái sáo bằng sa màu xem thế nào vậy. Thấy chưa? Tôi đi xin phép vào làm video mọi người xem. Đây mọi người nhá, đây là khuôn đúc mắt sáo này. Đấy, lấy màu mà. Có đơn giản thế thôi. Mày thử làm xem có ok không? Bây giờ vô việc gì nghịch như cái này à. Giờ nung nóng nung cái sáp này ra lại nhá. Dùng máy quá. Giờ nung cái sáp này ra mọi người nhá. Đấy. Nung cái sáp này ra. Video thì mang tính chất giải trí thôi anh em nhá. Few moments later. Giờ đủ khuôn rồi nhá. Giờ đủ khuôn. Mình làm nó hơi khó tí. Anh em xem thông cảm nhá. Đấy, đủ khuôn này. Chế mắt sáo bằng sao màu sao kêu không? Như sô cô la luôn. Vi đẹp xem đây. Nhìn ngoan như sô cô la luôn. Anh em tôi khổ nhé. One eternity later. 3 days later. 12 seconds. Xong rồi chờ đợi mọi người, nó cứng rồi này. Đấy đây. Giờ cậy lên nhé. Cậy lên xem nó thế nào. Ui giờ. Ui nhé, nhé, mấy cái quả này nhé, cho nó hết này nhé. Giờ là anh em lấy dao giấy. Giờ thử lấy dao giấy rồi nhá. Cái đoạn này cho nó mịn đi. Đấy. Đấy. Dao giấy dọc lại đi. Sửa cho giống cái mắt sáo vào được. Đây. Sửa cho giống mắt sáo được mọi người nhá. Xong rồi. Đây cái gì giáp này. Cánh khoa ấy, người ấy cánh khoa. Quỷ.
nhất. Phần tiếp theo là phần chỉnh sửa mọi người nhé, chỉnh sửa cái hình sáo một chút nhé, cho nó tròn với lại làm cái miệng trong cho nó bằng bằng tí nhé, nó gồ ghề nó không phẳng đấy. Nhưng còn cho bằng được, thử làm xem nào. Muốn làm sáo gỗ nhưng mà chưa đặt hàng, người ta chưa mong về cho, mấy hôm nữa mới có cơ. Bằng bằng là được. Sau cái mu này chỉnh nó tròn tí mọi người nhé, là được nhé. Chỉnh nó tròn tí là được. Xong một hồi đây mọi người, xong một hồi làm đây, để một cái mắt sáo như này nhé, mắt sáo bằng màu nhé. Phần một này chỉ hướng dẫn mọi người làm đủ cái mắt đấy thôi, và phần hai là nghiên cứu xem khoét kiểu gì cho đỡ vỡ mà. Đấy, anh em chủ đón xem phần hai nhé. Cảm ơn anh em đã xem video nhé, nếu xem video thấy hay cho xin một like, một kênh, nhé. Cảm ơn rất nhiều, chúc mọi người luôn sức khỏe nhé, thành công nhé. Mình dừng video tại đây.